vượt cả Rihanna, Blackpink trở thành nghệ sĩ nữ đứng thứ tư thế giới về điều này, thành tích này còn thêm phần ý nghĩa hơn khi xảy ra đúng, vào ngày sinh nhật Lisa. Ngày 27 tháng 3, cả Blackpink cũng như người hâm mộ đều ngập trong niềm vui khi đây là ngày mắc nê Lisa chính thức, đón tuổi 24. Ngoài việc ba hashtag mừng sinh nhật cô nàng đều dẫn đầu Worldwide Trending trên Twitter. Ngày này còn trở, nên đặc biệt hơn khi Blackpink tiếp tục đem về thêm một thành tích khủng trên nền tảng video hàng đầu, thế giới. Sau hơn 3 năm kể từ khi được lập kênh YouTube của Blackpink đã chính thức cán mốc 34 triệu lượt đăng ký, không chỉ đạt con số khủng. Girl Group nhà YG còn vượt qua nữ ca sĩ đỉnh đám yêu Rihanna. Để trở thành nghệ sĩ nữ đứng thứ tư thế giới về lượt đăng ký kênh trên YouTube, riêng ở Hàn Quốc nhóm chính là nghệ sĩ dẫn đầu về điều này. Hiện Blackpink đang theo sau Katy Perry về lượng đăng ký. Chủ nhân bản hitro hiện có 36.6 triệu lượt subscribe kênh trên YouTube, ngôi vị quán quân và á quân của bảng đang được nắm giữ bởi Ariana Grande và Taylor Swift với lượng đăng ký lần lượt là 40.2 triệu và 37.5 triệu. Rihanna người sở hữu 33.9 triệu subscriber đã lùi xuống vị trí cuối cùng trong top 5 sau khi bị vượt mặt bởi Blackpink. Hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại